xin chào quý vị và các bạn khám phá lịch sử xin được chào đón quý vị đến với tập podcast hôm nay nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật lịch sử đầy bí ẩn alexander orlov và câu chuyện ly kỳ về cuộc đào thoát của ông khỏi liên xô dưới thời stalin alexander orlov là ai hãy tưởng tượng một người vừa là chiến sĩ du kích vừa là thẩm phán lại vừa là một điệp viên cao cấp đó chính là orlov người đã trải qua nhiều vai trò quan trọng trong bộ máy chính trị Liên Xô. Từ chỉ huy đội du kích trong thời kỳ nội chiến, ông trở thành phó tranh án thỏa án nhân dân tối cao, rồi sau đó lại làm việc trong cơ quan tình báo Liên Xô. Orlov đã từng làm việc tại Tổng cục Bảo vệ Chính trị Nhà nước, tiền thân của KGB, nơi ông tiếp cận được rất nhiều tài liệu mật. Những tài liệu này liên quan đến các vụ xét xử và hành quyết một số lãnh đạo cấp cao của cách mạng tháng 10 những người từng là đồng chí của Lenin. Orlov đã tỉ mỉ ghi chép lại tất cả. Năm 1936, ông được cử sang Tây Ban Nha làm cố vấn cho chính phủ nước này. Trong bối cảnh cuộc nội chiến Tây Ban Nha đang diễn ra khốc liệt, Orlov bất ngờ nhận được những tín hiệu đáng ngờ từ Moscow. Orlov bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình. Ông nhận ra rằng mình có thể là mục tiêu tiếp theo trong cuộc thanh trừng của Stalin và nỗi lo này càng gia tăng khi ông nhận được một bức điện từ Moscow yêu cầu ông trở về. Tháng 7 năm 1938, Orlov nhận được lệnh phải đến Bỉ để gặp gỡ một người. Tuy nhiên, Orlov cảm nhận được đây là một cái bẫy. Ông quyết định không tuân lệnh và bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát. Việc này vô cùng nguy hiểm bởi vì mẹ và mẹ vợ của ông vẫn đang ở Liên Xô. Quý vị nghĩ sao về quyết định của Orlov lúc này? liệu ông sẽ làm gì để bảo vệ gia đình mình Orlov đã bí mật đưa vợ con sang pháp rồi sau đó cả gia đình lên tàu sang canada hành trình trốn chạy của họ đầy cam go và lo lắng nhưng cuối cùng họ đã đến được mỹ và xin tị nạn chính trị từ canada Orlov đã viết một bức thư cho Stalin trong thư ông cảnh cáo Stalin không được làm hại gia đình mình nếu điều đó xảy ra Orlov sẽ công bố tất cả những bí mật mà ông nắm giữ Điều này cho thấy Orlov là một người rất thông minh và can đảm. Ông đã sử dụng những thông tin mình có để bảo vệ gia đình và gây áp lực lên Stalin. Sau khi đến Mỹ, Orlov sống trong sự lo sợ bị ám sát trong suốt 14 năm. Ông hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè ở Liên Xô. Mãi đến sau khi Stalin qua đời, ông mới quyết định xuất bản cuốn hồi ký của mình. Câu chuyện của Orlov là một minh chứng cho sự tàn khốc của chế độ Stalin. Nó cũng cho thấy lòng dũng cảm của một người dám đứng lên chống lại sự bất công, ngay cả khi phải trả giá bằng sự xa cách quê hương và gia đình. Cá nhân tôi nghĩ rằng, câu chuyện của Orlov là một bài học lịch sử quý giá. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tự do và công lý, và sự cần thiết phải lên tiếng chống lại những hành vi đàn áp. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện của Alexander Orlov? Những bí mật mà ông nắm giữ đã ảnh hưởng như thế nào đến lịch sử Liên Xô? hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn với chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe khám phá lịch sử hẹn gặp lại quý vị trong tập podcast tiếp theo